Xin chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một bộ phim hay. Không ai có thể nghĩ rằng đây là một phòng giam. Nhà tù trong nội thất sang trọng, tủ lạnh chất đầy đủ, thậm chí còn có cả bồn tắm cỡ lớn. Phạm nhân ở đây mỗi bữa đều ăn tôm hùm, bít tết. Mỗi khi cảm thấy nhàm chán, anh ta sẽ lại ngồi trên sofa chơi điện tử hoặc ngâm trong bồn tắm. Đến cả bạn gái cũng được sắp xếp cho người phụ nữ đẹp nhất. Ngày hôm đó, một phạm nhân mới được đưa đến đây, dáng vẻ cực kỳ hổ báo trường mẫu giáo. Tên này phạm phải tội giết người nghiêm trọng. Hắn ta đã giết chết 17 mạng người, trong đó toàn thiếu nữ và trẻ em. Ở trên phiên tòa, thẩm phán định tuyên án cho hắn là tử hình. Nhưng ở trên phiên tòa, hắn không biết hối cải mà còn tỏ thái độ khinh khỉnh hết sức. Nên thẩm phán quyết định dạy cho hắn một bài học. Sau đó, hắn được đưa đến đây. Vừa bước vào cửa, hắn liền cảm thấy bất ngờ. Không phải muốn dạy bài học sao? Sao lại đưa đến một khách sạn 5 sao thế này? Giám thị thấy được sự nghi ngờ của hắn, liền nhấn mạnh một lần nữa. Ở đây chính là phòng giam của hắn ta. Sau đó, giám ngục lại giới thiệu cho anh ta về nội thất bên trong phòng. Có điều hòa nhiệt độ, tivi, máy lọc không khí, anh ta muốn cái gì đều có cái đó. Ngay cả bức tường cũng được làm từ vật liệu bảo vệ môi trường. Tất cả đều chuẩn bị cho phạm nhân rất chu đáo. Giám ngục vừa đi, hắn ta lại hoang mang. Trước giờ hắn chưa từng được hưởng thụ những điều như thế này, nên hắn cho rằng đây nhất định là có âm mưu phía sau. Hắn liền kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ở đây ngoài những bài trí sang trọng ra thì không còn gì khác. Nhưng cũng từ đó, hắn ta bắt đầu tin tưởng vào những điều này. Hắn ta bắt đầu ăn uống thả ga, lúc buồn chán thì ngồi chơi điện tử, rảnh rỗi thì lại ngâm mình trong bồn tắm. Cho đến một ngày, hôm đó giám ngục đưa đến một người phụ nữ. Người này chính là bạn gái mà hắn được giám ngục sắp xếp cho. Hắn ta rất mơ hồ, hoang mang hỏi giám ngục anh có biết tôi phạm tội gì không? Giám ngục nói đương nhiên là biết, nhưng đây là lệnh của cấp trên. Nói xong, giám ngục liền rời khỏi. Hắn ta nghi ngờ nhìn người phụ nữ ở trước mắt, bản thân mình phạm phải tội tày trời mà còn được đối xử tốt như vậy. Anh ta cho rằng đây là chuyện xấu mà cấp trên đưa tới, nên hắn ấn mạnh cổ cô ta vào tường, hỏi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng giám ngục lại bước vào chích điện, khiến hắn ta ngất đi. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang bị trói trên giường. Người phụ nữ đó vẫn ở bên cạnh hắn ta. Hắn hỏi rốt cuộc tại sao cô lại ở đây. Người phụ nữ nói cô ta đã giết người, vì bị chồng cũ đánh đập nên cô ta đã giết chồng. Nói một hồi, cô ta bật khóc. Hắn lại nhìn người phụ nữ đó không biết phải làm như thế nào, vì lần đầu tiên có một người phụ nữ khóc với hắn. Hắn là tội phạm đã giết 17 mạng người, nhưng đối diện với người phụ nữ này, đột nhiên hắn ta mềm lòng. Như thế, hắn đã dần dần quen với người phụ nữ này. Từ đó về sau, cô ấy hàng ngày ngồi ăn cùng với hắn ta. Mỗi khi hắn ăn cơm, cô ta sẽ chủ động gấp thức ăn cho hắn. Lâu dần, hai người ngồi xem phim với nhau, xem đến đoạn cảm động còn ngồi ôm nhau khóc. Một người không biết trang điểm như hắn lại để ý xịt nước hoa trước khi gặp bạn gái. Buổi tối, cô ấy sẽ trở về phòng giam của mình. Ban ngày, cô ấy lại đến phòng giam của hắn. Hôm đó là sinh nhật của cô gái, hắn ta còn đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật. Nói chuyện một lúc thì hai người hôn nhau, mà cảnh này đã bị giám ngục đứng sau nhìn thấy. Đây cũng là điều mà giám ngục muốn thấy. Ngày hôm sau, giám ngục đến phòng bọn họ báo cho bọn họ một tin vui. Từ ngày hôm nay, cô gái không cần trở về phòng nữa, còn nữa bọn họ sẽ được tổ chức một hôn lễ. Nghe thấy tin này, hai người vui mừng cực độ. Không lâu sau, ảnh cưới của bọn họ đã được treo trên đầu giường. Lại một thời gian sau, cô gái đã mang thai con của hắn. Từ đó, hắn đã được trải qua một cuộc sống gia đình trong nhà tù. Một tên giết người tàn nhẫn trở thành một người đàn ông giỏi làm việc nhà. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cho đến một ngày, cô gái bắt đầu đau bụng. Đứa trẻ trong bụng sắp sinh rồi, nhưng chỉ có thể lo lắng đứng đợi ở bên ngoài. Không lâu sau, cuối cùng đứa trẻ cũng được sinh ra. Hắn cảm thấy cuộc sống thật là hạnh phúc. Nhưng đúng lúc này, một tin xấu được báo cho hắn biết. Vợ của hắn vì mất máu quá nhiều cho nên đã chết trên bàn sinh. Hắn ta nghe được tin này, cô nhìn cô gái khóc đến thương tâm. Một tên giết người hàng loạt, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự đau khổ của sinh ly tử biệt. Không lâu sau, hắn trở về phòng giam của mình, giám ngục đưa đứa trẻ vào lòng hắn ta. Bây giờ, đứa trẻ chính là lý do tồn tại duy nhất của hắn. Nhưng vài phút sau, đứa trẻ bắt đầu gào khóc. Hắn ta luống cuống. Đây chính là đứa con mới sinh ra của hắn. Hắn lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho giám ngục. Nên giám ngục đứng bên cạnh đã ấn xuống nút màu đỏ. Ấn nút màu đỏ sẽ khiến đứa trẻ trong tay hắn chết đi. Ở trong phòng giam, kẻ sát nhân thấy đứa trẻ trong lòng mình đã không còn động đậy, hắn liền phát điên. Vừa mất đi người vợ, đứa con mới lọt lòng cũng chết. Một tiếng kêu đau khổ phát ra từ tận trong đáy lòng. Hắn không ngừng đập đầu vào tường, sau đó thì bị ngất đi. Nhưng hắn ta không nghĩ được rằng giây phút mà hắn gây án, gia đình của người bị hại cũng trải qua cảm giác như vậy. Không lâu sau, hắn tỉnh lại. Lúc này hắn đã bị trói trên giường. Câu đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại chính là cầu xin được chết. Nhưng giám ngục nói với hắn, đây là nhà tù cao cấp nhất, mục đích là để phạm nhân trải qua một cuộc sống đầy đau khổ, để cảm nhận được nỗi đau của gia đình người bị hại. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra, hình phạt đáng sợ nhất trên đời này không phải là tử hình,